thôi, bây giờ chắc hỏi Thùy Trang nhiều hơn tí ha. Dạ. À, Thùy Trang làm nghề lồng tiếng bao lâu rồi? Em lồng tiếng thì cũng 12-13 năm, nhưng mà cũng có khoảng thời gian thì em gián đoạn là 3 năm mấy. Tại do em sinh bé xong cái giọng nó hơi bị hụt. Thì trước đó em làm rất là nhiều phim, giống như là phim Việt Nam và phim bộ cũng có. Thì phim Việt Nam thì em lồng cho một số vai như của Lê Phương, nè, Lê Bella, Thúy Diễm. À, nhiều lắm, nhiều nhân vật lắm. Thế còn phim phim bộ? Phim bộ thì em hồi đó em có em lồng một số phim như phim Thái, là phim Đài Loan với phim Ấn Độ. Cái bộ mà mọi người nhớ tới em nhiều nhất là bộ Âm Mưu Và Tình Yêu. Âm Mưu Và Tình Yêu, cái phim dài 880 triệu. Em lồng cho không? Em lồng cho Ruby. Trời ơi, phim mà có hoài từ năm ngoái tới năm nay có hoài không hết luôn á. Phim đó em đẻ được hai đứa. Phim đó em đẻ được hai đứa là cái phim nó mới xong. Thấy chưa, cái phim nó dài dữ lắm. Thì nó nuôi luôn hai đứa con em mà chị. Thấy chưa? Cái lồng tiếng Như cũng có tham gia chút chút và Như cảm thấy rất là cực luôn á. Tại vì khi mà ở ngoài mình hành động hay cái gì, cái tiếng nói của mình nó đi theo cái hành động mình khỏe hơn rất là nhiều luôn. Còn đứng trước cái mic á, mình cứ nhìn người ta rồi mình cứ nói theo người ta, thật sự một hồi mình mệt. Mệt kinh khủng luôn. Đúng rồi, mình dùng lực bằng hơi không á, nên mình vừa diễn mà mình không có diễn như người ta vậy mà mình đúng diễn rồi. Trong đó mình chỉ đứng một chỗ. Mình gồng người đâu mình làm có nhiều khi diễn mệt lắm. Đúng rồi, rất là mệt luôn, cả Cường cũng có lồng tiếng mà đúng không? Dạ em cũng là dân lồng tiếng luôn. Thì đó, dạ. Thì cái giọng quá trời hay. Em là học trò của bà này. Ủa? Thôi bây giờ mình hỏi nghe tại sao mà quen nhau vậy? Đó em đi học lồng tiếng á, bà dạy em luôn. Thật ra là thầy dạy em, nhưng mà thầy dạy thì thầy dạy nhiều quá thì chia ra đưa cho đàn chị dạy lại cho đàn em, rồi xong rồi cua đàn chị luôn. Đi học rồi thấy cô giáo rồi cua giáo hả? Nhưng mà sao thích người ta vậy? Cái giọng đẹp thích. Rồi giọng đẹp mới thích hả? Hay quá ha, thú vị quá. Rồi cái lúc mà cái chàng trai này mà đến với Thùy Trang, là lúc này chàng trai này nhỏ tuổi hơn Thùy Trang, lúc đó Thùy Trang có suy nghĩ gì? Lúc đầu cũng nghĩ là ảnh vẫn chơi thôi, nên đâu có nghĩ là thiệt đâu. Cho nên là mới đầu thì không có nghĩ là đồng nghiệp thì chọc nhau cho vui vậy thôi. Nhưng sau này từ từ bị dính luôn. Bị dính hả? Em dụ người ta sao hay vậy Cường? Dính bùi yêu gì. Thì lúc đầu thì cũng là vẫn chơi nhưng mà làm thiệt. Nhưng mà là yêu người ta qua giọng nói thiệt. Cũng yêu qua giọng nói, rồi làm việc chung, rồi cũng thấy tính cách cũng dễ hiền. Thương, hiền, thật thà và chịu giúp đỡ người khác, nên thấy em cũng mến, từ từ có tình cảm. Ngọt ngào quá trời, hôm bữa nay thiệt với tôi đến với một sự bất ngờ luôn. Nào giờ tôi tưởng không trai tân kiểu mà trai mới lớn á, không hề biết luôn, không hề biết có gia đình mà bữa nay gặp bất ngờ lắm. Rồi khi mà hai người yêu nhau được bao lâu là đám cưới? Dạ cũng 4 năm. 4 năm rồi, không có gì bằng cái chuyện an tâm hết trơn á. Dạ. Trải qua là khá nhiều năm ở bên cạnh nhau thì chắc chắn là cô vợ rồi, dành rất nhiều tình cảm cho chồng rồi, chắc là hiểu chồng lắm rồi. Nhưng mà để coi anh chồng này anh có hiểu vợ hay không nha. Hãy cùng đến với phần thách thức, xin mời.